Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và review cũng như hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật chơi audio được phát hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn vào hai khung giờ chính, đó là 11 giờ trưa và 7 giờ tối. Thưa quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 4 sai lầm mà người mới chơi audio thường hay mắc phải, đặc biệt là với những anh em mới chơi audio. Trong video này thì Tiến Dũng sẽ chỉ ra những cái lỗi rất cơ bản mà những anh em mới chơi audio thường hay mắc phải. Và video này hướng quý vị và các bạn đến việc là, thứ nhất, chúng ta sẽ an toàn hơn cho thiết bị của chúng ta. Thứ hai là chúng ta sẽ ứng dụng và điều khiển những thiết bị của chúng ta cho nó hay hơn, khai thác tối ưu hóa thiết bị mà anh em đã đầu tư đắt tiền. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Với những dàn âm thanh, quý vị và các bạn thường hay đầu tư những âm ly, những cục đẩy công suất và những loa, phối ghép những thiết bị này với nhau. Và khi phối ghép với nhau thì thứ nhất chúng ta cần lưu ý một điều là cái trở kháng cũng như công suất nó phù hợp để cho nó an toàn cho thiết bị. Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đó là chúng ta điều chỉnh những thiết bị này, cân chỉnh những thiết bị này cho nó đúng kỹ thuật, thì như vậy chúng ta sẽ nhận được cái âm thanh nó hay hơn. Một cái lỗi đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến cái lỗi đầu tiên mà rất nhiều người dùng chơi audio thường hay mắc phải. Đó là khi quý vị và các bạn đầu tư âm ly hoặc cục đẩy kết hợp với một chiếc van, thì chúng ta điều khiển, chúng ta thường là sử dụng cái volume ở trên cục đẩy hoặc trên âm ly nhỏ, rồi chúng ta đẩy cái volume ở trên van mạnh lên. Như vậy thì âm thanh nó sẽ bị méo tiếng, anh em sẽ không nhận được cái âm thanh tốt nhất. Ở đây Tiến Dũng có vẽ ra một cái sơ đồ để quý vị và các bạn dễ hình dung hơn về việc này. Chúng ta sẽ cùng cận cảnh vào đây. Đối với van là cái thiết bị mà kiểm soát cái âm lượng ở đầu nguồn, và cục đẩy hoặc âm ly là cái thiết bị kiểm soát âm lượng ở cuối nguồn. Và thông thường thì tôi rất hay bắt gặp quý vị và các bạn rất nhiều, đặc biệt là những anh em mới chơi audio, thì thường vặn cái volume của cái van lên thật lớn và vặn cái volume của âm ly hoặc cái cục đẩy công suất xuống nhỏ. Ví dụ như cục đẩy thì thường anh em sẽ vặn lên khoảng 50% với mục đích là cho nó an toàn, và âm ly thường anh em sẽ vặn lên mức khoảng 9 giờ, tức là khoảng 30%, để với mục đích là cho nó an toàn. Nhưng trên thực tế là quý vị và các bạn hình dung đây giống như là một cái nguồn nước. Ở cái đầu nguồn thì chúng ta mở cái van này thật lớn, và ở cuối nguồn thì chúng ta lại vặn cái van này thật nhỏ lại. Thì như vậy tín hiệu nó sẽ bị bóp tiếng và nó sẽ bị méo tiếng, đặc biệt là với những giọng karaoke, giọng nam và những cái tiếng bass xuống sâu thì cái tần số nó thấp, làm cho âm thanh nó bị vỡ tiếng và chúng ta sẽ nhận được cái âm thanh nó ồn và nó không hay. Và một cái sơ đồ tương tự phía dưới này thì Dũng vẽ đúng kỹ thuật. Tức là cái cục đẩy hoặc cái van, nói về cái cục đẩy trước thì chúng ta sẽ vặn cái volume của cái cục đẩy lên hết cỡ để cho nó mở hết cái van này ra, to ra. Còn đối với âm ly thì chúng ta sẽ vặn cái volume của âm ly lên 50% để cho nó mở cái van này to ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ vặn cái volume ở trên cái van để khống chế cái nguồn tín hiệu này. Như vậy thì quý vị và các bạn sẽ thấy cái nguồn nước này nó chảy một cách rất tự nhiên và âm thanh nó sẽ được thoát ra loa một cách rõ ràng hơn, hay hơn và đặc biệt là không bị méo tiếng. Có rất nhiều các anh em sẽ thắc mắc là nếu như cục đẩy công suất mà chúng ta vặn lớn hết cỡ lên như thế này thì liệu nó có an toàn cho loa không? Thì quý vị và các bạn sẽ biết là một cái van nó hoạt động như là một cái mixer bàn, hoặc cũng có thể hiểu là như một chiếc rề, thì cái volume ở trên chiếc van nó sẽ điều khiển toàn bộ những thiết bị ở phía sau, dù cho đó là đẩy hay là âm ly. Nếu như quý vị và các bạn vặn cái volume của cái van nhỏ xuống thì cái cục đẩy này nó cũng không có tín hiệu để nó phát lớn được, phải không nào? Chúng ta nên vặn cái volume của cục đẩy lên 100%, và đối với âm ly thì chúng ta nên vặn volume của âm ly lên 50%, và sau đó chúng ta chỉ khống chế ở trên van thôi. Tại sao lại khống chế cái volume ở âm ly lên 50% còn cục đẩy là 100%? Quý vị biết rằng trên cái cục đẩy công suất main power thì nó không có tích hợp phần rề, nên chúng ta cần phải đẩy volume lên lớn hết cỡ thì âm thanh nó mới mạnh được. Còn đối với âm ly thì ngoài phần main power, phần công suất ở bên trong thì nó còn được tích hợp phần rề amplifier,
và volume này chính là volume của phần rear amplifier, chúng ta nên vặn ở ngưỡng 50% là vừa. Đó là cái lỗi thứ nhất mà rất nhiều anh em mới chơi audio thường hay mắc phải. Và sang một cái ý thứ hai ở trong video này thì Dung muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, có rất nhiều anh em khi sử dụng với các dòng loa Nhật, loa Mỹ, loa nghe nhạc hoặc loa hát karaoke thì khi mà thiếu tiếng chép thì anh em thường mua loa chép về để tăng cái tiếng chép. Và khi mà thiếu cái tiếng trung âm, tức là tiếng mic, thì thường anh em sẽ mua những cái loa toàn giải, tức là loa trợ lời về để tăng cái tiếng trung âm lên. Chúng ta sẽ cùng cận cảnh vào đây. Thì đối với việc tăng cái thêm cái chép vào thì đương nhiên là cái tiếng chép nó sẽ tăng lên, cái chuyện đó là đương nhiên và chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc này nếu như chúng ta mắc đúng kỹ thuật. Còn đối với cái loa lời, tức là loa toàn giải full range, thì khi chúng ta bổ sung vào một cái hệ thống âm thanh thì sẽ làm cho tiếng trung âm nó tăng lên. Và Tiến Dũng sẽ lưu ý với quý vị và các bạn về việc đấu nối các thiết bị này. Chúng ta sẽ nói về loa chép trước. Đối với loa chép thì chúng ta có thể đấu từ cái cầu loa này, đấu truyền thẳng lên loa chép, như vậy là xong. Tuy nhiên đối với loa chép thì quý vị và các bạn bắt buộc chúng ta cần phải đầu tư một cái tụ để cản cái tiếng chép này. Lưu ý là một số cái loa chép mà hãng đóng gói nguyên một cái hộp và bên trong hộp đó đã có tụ rồi thì quý vị và các bạn sẽ không cần tụ nữa. Còn đối với những loa chép rời mà chúng ta chắc chắn là nó chưa có tụ thì nhất thiết chúng ta cần phải đấu thêm một tụ vào. Tụ này có hai nhiệm vụ, một là cắt tần số, cắt lấy tần số cao để làm cho tiếng chép nó thanh hơn, hay hơn. Hai là nó sẽ cảm bớt cái năng lượng ở trên cái dây loa đi, làm cho cái chép nó hát nhỏ lại và như vậy nó sẽ an toàn hơn. Nếu là tụ thì quý vị và các bạn nên mua những tụ, thứ nhất là tụ xịn. Loa xịn rồi thì tụ phải xịn, phải không nào? Thứ hai là cái thông số của tụ thì quý vị nên đầu tư những tụ có chỉ số là 1.5 microfarad hoặc 2.5 microfarad, hiệu điện thế là 100V trở lên, thì như vậy là phù hợp cho loa chép. Và đối với loa lời thì chúng ta có hai cách đấu, một là đấu trực tiếp vào cọc loa, đen vào đen, đỏ vào đỏ. Cách này gọi là cách đấu song song. Ngoài việc cách đấu song song này thì quý vị và các bạn có thể đấu thêm một tụ nữa nếu như chúng ta muốn cắt cái tần số trung âm, cản cái lời cho loa trung, cho loa lời, thì chúng ta sẽ đấu cái dây đen và trực tiếp dây đen và dây đỏ gián tiếp qua một cái tụ và đi đến cọc đỏ của loa. Như vậy là chúng ta đã đấu tụ cản lời cho loa. Tụ cản lời cho loa mic, loa toàn giải hay còn gọi là loa lời thì chúng ta lựa chọn những dòng tụ có chỉ số là từ 22 microfarad cho đến 33 microfarad, hiệu điện thế 100V trở lên là vừa. Và dĩ nhiên là quý vị và các bạn cũng nên đầu tư những dòng tụ xịn để cho âm thanh nó tốt. Đó là vấn đề đấu tụ cho loa lời. Và một cái ý nữa Tiến Dũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn là việc đấu nối tiếp và đấu song song. Có rất nhiều các anh em hay nhầm lẫn ở đây. Nếu như chúng ta có hai cái loa mà muốn đấu nối tiếp với nhau hay đấu song song với nhau thì cái việc đầu tiên chúng ta cần lựa chọn những cái loa này có công suất và có kích thước nó tương ứng với nhau. Chúng ta không thể đấu nối tiếp một cái loa lớn như thế này vào một cái loa nhỏ như thế này, như vậy là bị sai. Chúng ta có thể đấu song song một cái loa lớn vào một cái loa nhỏ nhưng không thể đấu nối tiếp một cái loa lớn vào một cái loa nhỏ. Thì chúng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn rất nhanh về việc đấu nối tiếp và đấu song song. Đấu ví dụ như ở đây thì chúng ta có hai cái loa này là có trở kháng là 8 ohm và khi chúng ta đấu song song với nhau thì trở kháng nó rút xuống còn một nửa và khi chúng ta đấu nối tiếp với nhau thì trở kháng nó nhân đôi. Đối với việc đấu song song thì chúng ta sẽ đấu dây đen và dây đen, dây đỏ và dây đỏ. Như vậy là việc đấu song song nó rất đơn giản, phải không nào? Đấu song song thì trở kháng của hai loa này ví dụ như là 8 ohm thì bây giờ nó đã rút xuống còn lại một nửa, tức là 4 ohm. Ngoài ra thì chúng ta có thể đấu nối tiếp. Đấu nối tiếp là dây đen của loa này đấu vào dây đỏ của loa kia. Sau đó chúng ta sẽ quấn băng keo cách điện lại. Ở đây chúng ta còn lại hai đầu dây thì đây chính là đầu dây mà chúng ta sẽ kết nối vào cái cục đẩy công suất hoặc vào âm ly. Đây là cách đấu nối tiếp.
Cái đấu nối tiếp thì trở kháng nó sẽ nhân đôi, ví dụ như 4 ohm đấu với 4 ohm thì nó ra là 8 ohm. Và việc rất quan trọng là quý vị và các bạn lưu ý là cái cục đẩy công suất của chúng ta cần phải xem trên cục đẩy hoặc âm ly là có nó có chịu được cái trở kháng là bao nhiêu. Ví dụ như cục đẩy của chúng ta hoặc âm ly của chúng ta chịu đựng được là tối thiểu là 4 ohm thì chúng ta nếu có hai cặp loa 8 ohm thì hoàn toàn có thể đấu song song, như vậy âm thanh nó sẽ tốt hơn. Trong trường hợp mà nó không chịu được xuống 4 ohm, nó chỉ chơi được xuống 8 ohm thôi thì chúng ta nên đấu là nối tiếp, thì như vậy nó sẽ an toàn cho thiết bị và nó không mà máy nó sẽ không bị nóng cũng như là tuổi thọ nó không bị giảm. Đó là cái ý thứ hai mà thì Dũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về việc đấu nối loa. Và tiếp theo trong video này thì Dũng chia sẻ với quý vị và các bạn một vấn đề nữa, đó là rất nhiều các anh em đã đầu tư những dòng loa xịn, những dòng âm ly xịn và những chiếc vang rất xịn về để nghe nhạc và hát karaoke. Nhưng khi chúng ta đầu tư những dàn âm thanh như vậy hàng vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, nhưng lại kết nối trực tiếp từ cổng 3.5 của TV hoặc của điện thoại hoặc của máy tính, thì như vậy thì cái thiết bị đắt tiền của chúng ta nó vẫn không phát huy được tác dụng. Đó là bởi vì cái TV hoặc điện thoại hoặc máy tính, cái jack phone 3.5 đó nó là jack để đeo tai nghe chứ nó không phải để xuất tín hiệu xuống các dàn âm thanh. Và việc chúng ta đầu tư một cái đầu giải mã DC ở đầu nguồn để xử lý tín hiệu âm thanh từ đầu nguồn là rất quan trọng. Quý vị và các bạn biết là khi ở đầu nguồn là giải mã DC chúng ta chỉ thay đổi một chút thôi, thì ở cuối nguồn mà chúng ta đã nhận được ở loa rất nhiều. Giải mã DC nó sẽ chiếm từ 30 cho đến 40% chất lượng âm thanh trên tổng bộ dàn. Quý vị và các bạn có thể tham khảo video ở bên góc phải màn hình. Thì Dũng có chia sẻ về cái chủ đề là nguồn phát giải mã DC và cách nghe nhạc mạng hay. Cái ý thứ tư mà Tiến Dũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn ở trong video này đó là về vấn đề dây dẫn. Anh em đã đầu tư với những cục đẩy rất xịn sò, với những âm ly rất xịn sò và những loa rất xịn, những bộ âm thanh hàng vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, nhưng lại quên mất một điều rất quan trọng, đó là dây dẫn. Dây dẫn là dây truyền dẫn từ thiết bị này đến thiết bị kia, nó vô cùng quan trọng. Đối với những thiết bị đắt tiền nhưng anh em lại đi đầu tư với những dây dẫn rẻ tiền, ví dụ như dây tôi đang cầm ở đây chỉ khoảng 30 ngàn một bộ, thì nó không thể hay được, phải không nào? Khi chúng ta đầu tư một cái dây dẫn mà nó không tốt, dây truyền dẫn tín hiệu mà nó không tốt, thì thứ nhất quý vị và các bạn hiểu là từ cái vang hoặc cái đầu giải mã hoặc là cái âm ly đầu đĩa của chúng ta, cái nguồn phát tín hiệu ra ở đây nó rất là yếu ớt, nó chỉ khoảng vài milivolt mà thôi. Và khi chúng ta truyền dẫn một cái dây nó không xịn, cộng với việc chúng ta đấu nối với những cái rắc hàng chợ rẻ tiền như vậy, thì khi mà kết nối từ thiết bị nọ đến thiết bị kia thì nó sẽ gặp những vấn đề như sau. Thứ nhất là tín hiệu nó rất nhỏ và nó rất dễ bị nhiễu, chỉ những siêu xung nhiễu như là chúng ta bật quạt, bật bóng đèn típ có nháy nháy thì nó sẽ nhiễu lên cái dây này, làm cho có tiếng nhiễu ở loa. Có rất nhiều cái nhiễu nhỏ như vậy cộng lại thì chúng ta sẽ có tiếng nhiễu ở loa, nghe rất khó chịu. Cái việc thứ hai là cái tín hiệu rất nhỏ như vậy nó truyền dẫn trên một cái dây dẫn không tốt thì nó sẽ không bảo đảm được cái tín hiệu, nó sẽ bị suy hao trên đường truyền. Tín hiệu ở trên vang hoặc trên đầu giải mã truyền xuống là 10 nhưng chúng ta nhận được ở cục đẩy hoặc âm ly thì nó chỉ có 8 thôi, như vậy là rất thiệt thòi, phải không nào? Và một cái điều nữa vô cùng quan trọng trong vấn đề dây dẫn, đó là những rắc kết nối hàng chợ, hàng rẻ tiền, tôi dùng từ chung là hàng trôi nổi trên thị trường, thì những cái tạp chất là đồng, là những cái rắc ở trong đây nó rất là rẻ tiền. Và khi chúng ta kết nối với những cục đẩy xịn với âm ly xịn thì quý vị và các bạn đều biết là với cục đẩy và âm ly xịn thì cái rắc của họ rất xịn. Khi chúng ta kết nối như vậy thì âm thanh nó vẫn có. Tuy nhiên thì khi mà cái kim loại ở trong này nó tiếp xúc không tốt thì sẽ gây ra cái tiếng ù xì rất khó chịu ở loa. Đặc biệt là nó sẽ gây ra những cái tiếng lẹt xẹt, khiến cho cái loa chép hoặc loa chung của chúng ta rất dễ bị hư một cách
một cách không đáng có. Lỗi này rất cơ bản, rất nhiều các anh em gặp phải. Và trên thị trường tôi thấy là cũng có rất nhiều những dây dẫn, ví dụ như WBT này là dây WBT Audio, là dây hàng hiệu của Mỹ. Với những dây này, nếu như hàng hiệu thì nó sẽ rơi vào khoảng cỡ từ 1.000 đô cho đến 2.000 đô một bộ. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều dây dẫn kiểu như thế này. Nhìn dây rất đẹp, rắc rất đẹp, nhưng cái này là dây hàng fake, hàng nhái. Nó chỉ có 500-700 ngàn một bộ mà thôi. Thì cái dây này nhìn đẹp chứ cái chất lượng dây đồng ở bên trong nó không tốt. Đó là bốn cái ý mà Tín Dũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Và luôn tiện đây thì Tín Dũng cũng xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn là dòng dây dẫn mà shop Tín Dũng đang phục vụ. Trước mắt quý vị và các bạn là cuộn dây loa và cuộn dây tín hiệu. Đây là những dây Pro End hàng Made in Italy, Tín Dũng đã ship trực tiếp từ Amazon về đây. Dây Pro End hàng Made in Italy là dây của Ý. Với dây loa này thì hai sợi song hành với nhau, một bên xanh là màu đen và một là âm, một bên đỏ là dương. Đây là dây đồng siêu dẫn. Dây đồng siêu dẫn thì thứ nhất chúng ta sẽ đạt được hai cái mục đích, là một là nó không bị suy giảm trên đường truyền, hai là nó không bị nhiễu tạp âm, và đặc biệt là thứ ba là chúng ta sẽ nhận được cái âm thanh của nó đều ba giải, tiếng bass, tiếng mid, tiếng chép nó sẽ rất đều nhau, nó không bị lệch lạc như các dòng dây thông thường. Thì với dây này là có lõi là 1.5 mm. Đặc biệt với dây dẫn Pro End hàng của Ý này thì có quy ước cái chiều đi của tín hiệu, có mũi tên được hãng quy ước ở trên dây. Từ âm ly truyền dẫn ra loa hoặc từ cục đẩy truyền dẫn ra loa theo chiều đi của mũi tên. Đó là dây thứ nhất. Và dây thứ hai thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là dây tín hiệu Professional, dây hàng Made in Italy, dây tín hiệu của Ý. Dây này là dây chống nhiễu, có 4 lõi ở bên trong. Lõi thứ nhất là lõi mạ bọc giáp ở bên ngoài với mục đích để chống nhiễu. Lõi thứ hai là lõi sợi chỉ để chống đứt. Và lõi thứ ba ở phía trong này là có 2 lõi. Đây là 2 tim đồng siêu dẫn. Dây này cho tín hiệu rõ nét, đều ba giải, không bị nhiễu, khả năng kháng nhiễu rất tốt. Tôi đã đo từ điểm 0m cho đến điểm 100m ở trên hai dòng dây dẫn này thì nó chỉ có 0,5 ohm mà thôi. Tức là nó gần như không có suy giảm trên đường truyền trên 100m. Chúng ta có thể đi 5m, 10m thoải mái mà không có vấn đề gì hết. Những dây dẫn này thì Dũng đã thi công lên các dòng dây dẫn. Đó là dây ba lăng. Dây ba lăng truyền dẫn ra AV, tức là jack RCA. Dây ba lăng truyền dẫn ra ba lăng. Và dây AV, tức là dây RCA, sắc bông sen. Dây này có chiều dài quốc tế là 1m. Dây rất mềm, sử dụng rất tốt, không bị suy giảm tín hiệu cũng như không bị nhiễu. Và chúng ta sẽ nhận được một cái âm thanh rất rõ nét. Các đầu jack này được Thế Dũng thi công lên những đầu jack rất tốt. Dây này có chiều dài 1m. Thế Dũng đang phục vụ 3 loại dây này. Đồng giá loại 1m là 500 ngàn trên một bộ. Loại dây dẫn thứ hai mà Tín Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là dây Pro End của Ý, tương tự như dây kia. Và dây này đã được thi công lên các đầu jack là jack 3.5 ly. Jack 3.5 ly để truyền dẫn từ điện thoại hoặc từ máy tính hoặc từ TV truyền dẫn đến các thiết bị. Dây này có chiều dài là 1,5m. Tương tự như vậy thì dây 3.5 ly thì Dũng đã thi công lên các dòng dây dẫn là jack bông sen, jack RCA. Chiều dài 1,5m. Hai dòng dây dẫn này đồng giá là 450.000 trên một bộ loại dài 1,5m và 550.000 trên một bộ loại dài 2,5m. Và đối với dây loa thì Dũng đã thi công lên các dòng dây loa dây Pro End của Ý, có chiều dài mỗi bên là 2,5m. Với rắc mỏ chim, rắc bắp chuối và rắc càng cua. Cái rắc này quý vị và các bạn sẽ lựa chọn với các dòng rắc mà nó phù hợp với thiết bị của gia đình mình. Dây này có chiều dài mỗi bên là 2,5m. Mức giá Tín Dũng đang phục vụ là 800.000 trên một bộ. Và đặc biệt trong video này thì Tín Dũng sẽ
miễn phí ship toàn quốc cho các sản phẩm này. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Với các dây dẫn này thì quý vị và các bạn không cần chuyển tiền trước hay là đặt cọc, chúng ta sẽ liên hệ với Tiến Dũng theo số điện thoại trên màn hình để đặt hàng, và Tiến Dũng sẽ ship trực tiếp về tận nhà và quý vị nhận hàng và sẽ thanh toán tiền tại nhà mình. Trên đây là những 4 ý để Tiến Dũng chia sẻ với quý vị và các bạn về việc cân chỉnh cũng như là kết nối các thiết bị với nhau cho đúng kỹ thuật để dàn âm thanh của quý vị và các bạn phát huy tác dụng tốt nhất, âm thanh hay nhất và nó an toàn cho thiết bị nhất. Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị hãy bấm vào danh sách phát ở bên tay trái của màn hình để xem thêm những video hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật chơi audio. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.